Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội nhận hối lộ ngoài ra cơ quan công an còn khởi tố cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá đất cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất hiện là bị can trong vụ án tại tập đoàn phúc sơn và khương thanh tùng giám đốc công ty cổ phần giám định và thẩm định giá thăng long cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án không chấp hành hiệu lệnh còn tăng ga tông thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đối tượng Phạm Văn Hùng chú tại huyện Bù Đăng vừa bị công an huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước tạm giữ. Vào ngày 28 tháng 5, Phạm Văn Hùng điều khiển xe mô tô đến khu vực thôn 6, xã Đường 10 thì gặp tổ tuần tra của công an xã Đường 10 do đại úy Trịnh Văn Trung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ, phát hiện Hùng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Hùng tăng ga bỏ chạy, điều khiển xe mô tô húc vào đại úy Trung ngã văng ra một đoạn khoảng 4 m. Không dừng lại, Hùng tiếp tục cự cãi, thách thức và dùng lời nói chửi bới xúc phạm danh dự đại úy Trịnh Văn Trung. Đồng thời Hùng còn dùng tay đánh nhiều cái trúng vào mặt và người đại úy Trịnh Văn Trung. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Nguyệt trú tại huyện Duy Xuyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyệt đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc cúng giải vong bốc mộ nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Tin lời Nguyệt, một nạn nhân đã đồng ý cho đối tượng cúng giải vận hạn, bốc mộ và nhiều lần chuyển tiền để làm lễ cúng giải vận hạn. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, Nguyệt đã chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền là 100 triệu đồng. Cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lê Thanh Tuấn, chú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Cạn đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Lê Thanh Tuấn đã thuê người thuê trọ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để kinh doanh. Tuấn đã chụp ảnh các mặt hàng điện tử gia dụng đang bán giá rẻ trên mạng xã hội Facebook nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người muốn mua hàng. Bằng thủ đoạn này, Tuấn đã hai lần lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng của bị hại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn 2 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng xung quỹ nhà nước. Tại Vĩnh Long, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt tổng cộng 31 năm tù đối với hai vợ chồng là Nguyễn Hoàng Tú và Nguyễn Kim Ngân cùng chú tại huyện Long Hồ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào ngày 22 tháng 11 năm 2023, trong quá trình kiểm tra nhà của hai đối tượng, Tú đã tự nguyện giao nộp cho công an huyện Long Hồ 43 bịch ni lông chứa chất ma túy, tổng trọng lượng hơn 43,5 gram, cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra tại đây có 4 đối tượng đến mua ma túy. Qua làm việc, Tú và Ngân đều thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú 16 năm tù và Nguyễn Kim Ngân 15 năm tù.